Đây cặp Tiger con của Pháp mọi người. Nay nó ra màu không biết màu gì cũng đẹp đẹp mọi người. Đây là cặp con của nó. Đó, một con thì màu trắng trắng đen đen, còn một con thì nó đen thùi lùi luôn, không biết ra màu gì. Cái cặp này với cái con lẻ của nó là đã hết dịch, mình sẽ giao lưu với chim chào màu mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Sáng mình mới cho bò câu ăn với dọn chuồng bò câu sạch sẽ nè mọi người. Mình mấy cái khay hỗn phân mình cạo ra mình bỏ vô gốc cây, còn cát thì mình mới coi sàn xong, còn ở đây mình cũng quét dọn nè. Lâu lâu quét dọn lần mọi người, với sạch sẽ trục chuồng trại. Hôm nay 2-3 ngày giờ không ra clip cho mọi người xem rồi. Có mấy anh em mà quan tâm kênh mình thì có nhắn tin hỏi mình sao không ra clip để xem cho đỡ buồn, nhưng mà mình thì không biết quay gì hết mọi người. Có mấy con chim này quay hoài sợ bị ta chửi. Nên là những anh em nào yêu thích kênh mình thì xem nha, còn những anh em nào không thích thấy có nhiều quay hoài thì mình xem kênh khác hay mình coi vô đề khác mọi người, chứ đừng có vô chửi mình nha. Tại có những anh em thích yêu thích kênh mình, thích bộ câu của mình nên kêu mình quay, mình quay cho anh em xem. Cặp này nó ấp cái trứng bữa mình nói của cặp tơ kia đem qua, nó khẽ mỏ mình bỏ vô cái con Pháp nở nở mới nở qua mình bỏ chung rồi. Giờ nó ấp trứng của nó, còn trứng chắc chúc mình phá ổ đó mọi người, phá ổ cho đẻ lại lứa mới. Giờ còn ấp con trứng à. Cái cặp này đặc biệt là con trống hồi lâu giờ mình không thấy nào ấp luôn, chỉ một con máy ấp hoài luôn mọi người, còn trống không thấy ấp lần nào luôn á, không biết sao nữa. Để coi lưới sao con trống có phụ ấp không, chứ thường thường mấy cặp kia là người ta thay thế nhau ta ấp, còn cặp này con trống này nó không biết ấp thì hay sao á. Mới sàn cát xong rồi. Cặp bên đây thì nó còn ổ rồi, mình thấy nó đạp cò hồi qua rồi, qua nó đạp cò với nó còn ổ rồi, mà tại mình sàn cát nên nó chưa làm lại á. Để con máy mọi người thấy nó nằm nằm thấy không, nó đứng im chỗ đó, sáng nó còn ổ nằm rồi đó, giờ nó kiếm chỗ nó nằm đạp cò rồi. Hy vọng là lứa này có cò mọi người, chứ lứa trước là không có cò vậy á, lứa trước mình không thấy đạp cò. Đây còn cái cặp này chút chắc mình đeo kiện đó mọi người. Cặp này một con lẻ, con có nói với con Pháp trắng à. Con đói cỏ đó chắc đeo kiện được rồi, chứ mình bắt mình đeo kiện luôn. Còn cái cặp này đi phân xanh mọi người. Máy bị phân xanh này. Để mình quay cho mọi người xem chỗ đi, nó đi ngay 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 gốc cột phân xanh phân trắng nè. Đó mọi người thấy không? Nó bị đi phân xanh phân trắng rồi. Mình phát hiện nên nó chưa có ốm mọi người. Đâu đâu có con kia mình không để ý á. Tới chừng mình đi dọn phân mình mới thấy là nó ốm. Con này chưa ốm, mình nhỏ thuốc qua đây là đó con máy á. Con trống thì nằm trong cái đổ đó, còn con đứng ngoài là con máy á. Nên mọi người thấy nó si hình thấy không? Mấy bệnh mà mọi người thấy đứng nép vô gốc nó hết còn tròn. Con này hổng, con máy này tròn nhất trong mấy con của mình lắm mọi người, tướng nó phùng tròn quay nhìn đẹp lắm. Nay nhìn tướng thế nản không, nó bị bệnh nó si. Mấy con chim mà nó bệnh là ưa đứng gốc im ru vậy mọi người, nó giống như mình vậy, mình bệnh mệt mỏi trong người không muốn vận động, muốn làm gì muốn nằm chỗ vậy đó. Mới dọn xong chưa cho uống thuốc nữa, chút mình nhỏ thuốc cho nó uống. Ở đây thì mọi người không biết sao chứ chim mình đây là hả bị cực khịch phải không, hoặc là đứng ủ rũ, hoặc là đi phân xanh phân trắng, mình cho uống một loại một mọi người,
là uống cho lô sát chai 20 ngàn á, chai đó ngoài thú y bán 20 ngàn đó, là có trị hen khẹt rồi á đó. Đó, mình chỉ cho ở đây mình nhỏ thuốc loại đó thôi. Lúc trước mình nhỏ cái hiệu kia thì chữ lô lô cốt lô con gì mà tiếng Anh rồi, nó mình mua chỗ tại mua chỗ đó là lô sát không có, người ta đưa cái hiệu đó nhưng mà nó 15 ngàn, nhưng mà nó không công hiệu bằng lô sát mọi người, nó rẻ hơn 5 ngàn đó, nên mình đi tiệm khác mình tìm là có, nên mình không mua cái loại kia nữa, mình mua giờ mua chỉ lô sát thôi. Cái đó là nhỏ cho gà đồ á. Con này bự mọi người, con của con này này bự đây, ra con lẻ kệ nó có hơn không mọi người, chứ lâu giờ mấy đứa rồi không có ra con cũng buồn mọi người, tại mình trông chờ mà nó không có nên mình buồn. Mà cái cặp này nó làm cái ổ hả, mình nói đó, nó không làm sâu xuống mà làm cao trên cái con cái cũng lọt lúc trước, ấp trứng lọt ra hoài, giờ con mình cũng phải canh mọi người. Lâu lâu mình thấy nó rớt ra ngoài cái mình lấy cái đầu mà sàn cát á, mình xúc mình để lên đó, cái đầu sàn cát cũng tiện lợi ghê mọi người. Khi trứng đầu ấp á nó lọt ra, mình cũng lấy cái đầu sàn cát mình xúc mình để lên. Với cái đặc biệt cái con này ấp biết sao mà hả, mình thấy phát hiện là con nó ưa lật ngửa lên mọi người, nằm chống cẳng lên không biết sao nữa, nó ấp cái đó mọi người thấy con bắt đầu tuột ra thấy không. À, tại nó làm cái tổ cao mà nó không có đậu hẫm xuống mà. Nên cái con nó cứ tuột ra không à. Đó giờ con tuột ra ngoài đó. Chút nó lọt ra ngoài nữa mình sẽ lấy cái vật mình vớt mình để vô tiếp. Nói chung là cặp này đút con thì ngon lành đó, cái bộ diều bự đó, nhưng mà làm tổ thì không được khéo lắm. Nó làm trên cao nó không bươi thấp xuống. Với trứng là làm tuột xuống rớt ra ngoài là bỏ luôn à, nó nằm ấp cái ổ cũng trứng rớt ra ngoài bỏ à. Cặp này nói chung là cũng được. Để mốt ra con có ra tiger được không mọi người, mẹ nó thì đen còn cha nó thì bông bông vậy nè. Cái mỏ nó đen là mốt là chắc nó ra màu đen mọi người, đen hoặc tiger á. Mọi người để ý đi, mấy con nào mà con bồ câu mà màu đỏ màu vàng á là cái mỏ lúc nào nó cũng màu trắng mọi người, mà mấy con màu đen hoặc là màu tiger hoặc nói chung màu tối á, màu càng tối là cái mỏ mình còn đen mọi người thấy không. Mọi người để ý con như nè, con này bông bông nè, tiger nè, cái mỏ cũng đen nè. Lúc trước có cặp kia tiger cũng mỏ đen đó, con đen này mỏ đen nè, con nó cũng mỏ đen đó mọi người. Mà mọi người để ý qua nè, đó qua con vàng cặp vàng là bắt đầu mỏ trắng thấy không. Cái màu sáng là cái mỏ nó trắng, cái màu tối là mỏ đen. Cặp này không biết sao luôn, bà hồi quần ổ bà hồi không mình cũng không biết mọi người. Sàn cát nè, chút nó bùi bùi chút nó bằng lại à, lâu quá quần hoài mà không thấy đẻ, lâu quá không đẻ lại. Đợt đầu tiên đẻ con trứng đây, cái con cái trứng của cái cặp kinh đỏ tơ mình nói đẻ lưới xô có cầu đó, mình bỏ vô cho con này nắp nè. Đó con này tại sáng mình thấy nó nở trứng đó mọi người, thấy cái vỏ nó văng ra nó gấp bỏ ra ngoài là nở trứng rồi đó, mình bỏ cái trứng đó vô luôn. Đây, đang cho nó già, con này nó đang ấp nè, đang nở trứng đó, cái trứng da. Ủa nó đau dữ vậy, đâu cái trứng con kinh đó hồi sáng nó khẽ mỏ mình bỏ vô và nó nở hơi hơi ra kìa. Nè mọi người thấy con trắng là cái mỏ cũng trắng hơn, mà cái con màu hơi nâu cái mỏ hơi xám thấy không. Đó, nó màu đen là mỏ đen với tiger mỏ đen, mà màu nâu cái mỏ nâu nâu mọi người thấy không, còn màu trắng màu đỏ với màu vàng là cái mỏ trắng, màu sáng là mỏ trắng nè. Như cái cặp vú cũng sắp nở rồi. Dạ con này dữ quá, con này sắp nở rồi, này có cục thịt, cục thịt dư ngay cánh. Đây con kinh con này bự, này hình đá mọi người, đó, lông ra chưa đủ nữa đó. Còn kêu chip chip.
cặp Tiger con của Pháp mọi người. Nay nó ra màu không biết màu gì cũng đẹp đẹp mọi người. Đây là cặp con của nó. Đó, một con thì màu trắng trắng đen đen, còn một con thì nó đen thùi lùi luôn, không biết ra màu gì. Cái cặp này với cái con lẻ của nó là đã hết dịch, mình sẽ giao lưu với chim chào màu mọi người. Đó, có em trai kia ở trên quận 12 á, có coi kênh mình thì thích coi bầu câu đó, mốt giao lưu hai con đó với con lẻ của cặp anh trước đó đó, giao lưu với chào màu, cặp chào màu về em thả Avi mọi người, cặp chào màu chống máy với em tặng cho mình con trâu trảo về làm mồi với cái lập về đi bẫy chơi. Con trâu trảo thì chưa mồi được mà về nuôi lên làm mồi. Đây còn mọi người thấy Việt Nam nước ngoài có khác không? Đó, con này con máy mà bữa mình nói ăn cặp mà chết chết trống đó, nhỏ xíu, còn con trống bên đây trống nè, như này trên Hà Lan ý quên trên Trung Quốc mà biết có la gà không, hơi dài dài nè. Đó, mọi người thấy hai con không, một chạy một giật. Còn con chân cua nay nó gù lăn xăng chắc trống mọi người ơi, nè nay hình trần dần cái hình luôn không, quá trời cái hình này, đó bự chà bá luôn, sung ghê luôn, bao sung luôn, nghe chắc trống quá. Ủa, nó sung rồi, đừng nói tới luôn, đừng nói tới cái độ sung của em luôn. Lông cổ đang ra nè mọi người nè, thấy không đó, lông cổ đang ra nè, cái hình nè quá bự, quá hình nó bự luôn, nó hình chà bá cái hình luôn, hình bự ghê mọi người. Đó là con cặp này nè, mẹ nó không được bự lắm nhưng mà đẻ ra con bự mọi người, ra lần nào cũng bự á, mẹ nó thì tròn thôi nhưng mà không được bự. Đó, mà ra con bự bự không, chắc giống cha quá. Rồi giờ để mình lấy kiện mình đeo cho con đó. Đây là kiện để mình đeo vô bồ câu nè mọi người. Còn như đây nè. 1 2 3 4 5 6 7 15 cái. 7 cặp với cái lẻ 15 cái. Có cái này kiện này kiện 8 ly. Này kiện 8 ly để đeo bồ câu banh mọi người. Còn đeo kinh thì 10 ly với 11 ly. Ở đây mình có 10 ly với 11 ly nữa. Nè cái này 11 ly nè. Còn cái này 10 ly nè. Đây bắt chim con ra nè mọi người. Đó, sau đây có lông trắng trắng mình biết lông gì nữa. Không lẽ nó mốt ra màu trắng vậy. Này cái cánh màu đỏ nè, này chắc lông măng quá chứ lâu giờ cái cặp đó đâu có ra màu trắng. Này không đừng nó có bông trắng trắng nha. Đây mình lấy cái kiện 10 ly mọi người, ấy 11 ly. Đó. Tại 10 ly á, nó còn có 4 cái à. Ít quá thôi để lại. Lấy cái nhiều đeo trước. Đây mã số mọi người. Đó. 0135. Đó, kiện 2021. Đó, mình bên đây thì mình ở đây thì mình đeo chân phải không mọi người. Đó, những mấy anh em mới chơi lưu ý là mình đeo cho cái chữ quay lên nha mọi người. Như cái chân này nè. Đeo chữ quay lên nhìn cho nó thẩm mỹ, nó đẹp. Chứ đeo quay lên quay xuống gì mình đọc số cũng được, nhưng mà theo mình thì mình nên quay lên thì nhìn nó đẹp hơn mọi người. Nhìn nó không bị ngược không. Nhìn vô nó đẹp mắt. Đây đeo lên xong mọi người. Nè, mọi người thấy cái chữ này thấy không? Đó, cái chân con chim đứng xuống là chữ NBA thấy không? Là nhìn nó đẹp mắt hơn là mình quay ngược lên, đúng không? Quay ngược lên mình thấy cái chữ ngược nhìn nó không được đẹp cho lắm. Chứ mình đeo sao mình cũng đọc được mã số, dù ngược lên cũng đọc được mã số vậy. Nhưng mình đeo đúng thì nó hợp lý hơn nè. Số quay xuống nè, chim đứng vậy thì quay xuống hợp lý hơn, 0135. Đó rồi thôi giờ mình bỏ con chim vô rồi mình kết thúc clip là một cái bầu diều mọi người. Bố mẹ đút hai con bầu diều nè, càng ốc nóc không. À, thôi mình kết thúc clip tại đây nha.
mọi người xem thấy thích thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.